bạn ha. Thì cái nội dung chương trình của môn học phần răng hàm mặt thì các bạn gồm có hai tín chỉ, một tín chỉ lý thuyết và một tín chỉ thực hành. Một tín chỉ lý thuyết gồm có 15 tiết học và các bạn sẽ trải qua một những cái bài học gọi là sơ khởi nhất về chuyên ngành răng hàm mặt. Thì học phần này các bạn sẽ có hai thầy cô phụ trách, đó là tôi và tiến sĩ bác sĩ Phan Thế Phước Long. Thì các bạn sẽ gặp thầy thầy Phước Long trong những cái bài học sau. Thì hôm nay để mà gọi là cái buổi đầu tiên mà giới thiệu cho các bạn một cái cách sơ khởi nhất về răng hàm mặt, về chuyên ngành nha khoa, thì các bạn sẽ bắt đầu bằng bài bộ răng và hệ thống nhai. Đó là một cái phần giới thiệu sơ khởi để các bạn có thể nắm bắt được cái hệ thống danh pháp cũng như là cách gọi tên cũng như là cách giải phẫu của một cái bộ răng và bộ hệ thống nhai nói chung. Thì trước hết là các bạn điểm qua một chút xíu những cái sơ lược về cái ngành nha khoa. Thì nếu như mà trong ngành y khoa của các bạn có các cái mảng lớn như là nội ngoại sản nhi, có nghĩa là chúng ta thường hay gọi nó là tứ đại môn phái ha. Thì trong răng hàm mặt hay là trong gọi có một cái danh từ khác người ta gọi là nha khoa, thì trong nha khoa cũng được phân ra làm ba mảng chính yếu. Mảng thứ nhất là nha khoa bệnh lý và phẫu thuật, mảng thứ hai là nha khoa phục hồi và mảng thứ ba là nha khoa dự phòng và phát triển. Thì trong đó cái mảng nha khoa bệnh lý và phẫu thuật sẽ đợi một chút. Trong đó mảng nha khoa bệnh lý và phẫu thuật là mảng sẽ khác những tức là làm những cái công việc gần gần giống như là cái khám những bệnh lý, khám chẩn đoán những bệnh lý của ngành răng hàm mặt, những cái bệnh lý nào liên quan tới vùng mặt và vùng miệng cũng như là trong miệng. Và làm những cái công việc đầu tiên là tiếp nhận bệnh nhân nè, khám chẩn đoán đưa ra cái chỉ định cận lâm sàng, đọc kết quả cận lâm sàng và đưa ra những cái hướng điều trị. Một cái công việc thứ hai thuộc cái mảng nha khoa bệnh lý và phẫu thuật đó là nhổ răng. Thì nhổ răng thì chắc là ở đây các bạn hầu hết tất cả các bạn đều biết và đã từng được trải nghiệm qua cái điều trị này ha. Và thứ ba đó là phẫu thuật trong miệng. Thì công việc của một bác sĩ phẫu thuật viên trong miệng bao gồm có tất cả những cái mà can thiệp về xương hay là can thiệp về răng, ví dụ như là tiểu phẫu răng khôn hay là phẫu thuật những cái khối u trong vùng xương hay là vùng mô mềm của vùng hàm mặt miệng. Thì đó là cái công việc của chuyên ngành phẫu thuật trong miệng. Và một cái chuyên ngành lớn của nha khoa bệnh lý và phẫu thuật đó là phẫu thuật hàm mặt. Thì những bác sĩ mà phẫu thuật hàm mặt thường thì người ta làm việc ở những bệnh viện, ví dụ như các bạn đi tới bệnh viện Đà Nẵng thì bạn sẽ thấy trong khoa răng hàm mặt có cái bộ phận những cái phòng mổ, thì ở đó người ta sẽ can thiệp phẫu thuật cho những cái trường hợp chấn thương nè, hay là những cái trường hợp mà những cái khối u lan tỏa to ở vùng hàm mặt. Đó là công việc của một bác sĩ phẫu thuật hàm mặt. Thì cái công việc của bác sĩ phẫu thuật hàm mặt nó tương đồng với lại các bác sĩ ngoại khoa. Và một mảng thứ hai khá là lớn của chuyên ngành nha đó là nha khoa phục hồi. Thì các bạn có thể hình dung được những cái răng của mình bị vỡ hay là bị mất thì mình sẽ cần phải can thiệp để phục hồi nó trở lại để đảm bảo được cái chức năng ăn nhai. Thì nha khoa phục hồi đầu tiên đó là công việc chữa răng, có nghĩa là những cái răng sâu thì sẽ được trám, những cái răng mà bị gọi là bị sâu răng mà vào tủy đó, bị nhiễm trùng tủy thì sẽ cần phải được can thiệp nội nha để điều trị tủy. Sau khi điều trị xong thì những cái răng này sẽ được phục hồi trở lại bằng cách hoặc là trám, thì có nhiều loại hình để trám hoặc là bọc máu. Thì thỉnh thoảng các bạn có nghe những cái công việc như là bọc sứ chẳng hạn, hay là một cái răng mà bị mất
tức là các bạn bị nhổ bỏ hoàn toàn một cái răng, không còn chân răng gì trên xương hàm nữa hết, thì người ta sẽ tiến hành phục hồi cái răng đó. Thì phục hồi thì có nhiều cách để phục hồi, hoặc đó là một cái phục hình cố định. Phục hình cố định thì các bạn có thể được nghe tư vấn về cái chuyện phục hình cố định một cái cầu răng. Cầu răng có nghĩa là mình sẽ mượn hai cái răng, hai đầu của khoảng mắt răng để làm một cái khối phục hình cố định gồm ba cái mảo răng dính nhau và gắn dán dính vào trên miệng, cố định không có tháo ra tháo vô, thì đó được gọi là phục hình cố định cầu sứ. Hoặc là một cái loại phục hình cố định khác đó là implant. Thì chắc là bây giờ các bạn cũng nghe nhiều về implant. Thì implant là cái phương pháp mà người ta cấy ghép một cái vật liệu ghép vào trong xương hàm để giả lập lại cái chân răng, và trên cái chân răng giả lập đó người ta sẽ làm một cái mảo lên trên hình dạng như một cái răng bình thường để bù một cái răng của các bạn bị mất. Hoặc là các bạn thấy một cái loại hình phục hình nữa đó là phục hình tháo lắp. Tháo lắp có nghĩa là có thể tháo vào và lắp ra, có thể lắp vào và tự tháo ra, thì bệnh nhân tự tháo lắp hàng ngày. Thì cái này các bạn sẽ thường thấy ở những người trong gia đình mình, mà những người lớn tuổi thường người ta có cái hàm răng mà người ta có thể tháo ra được. Hằng buổi tối mỗi lần chải răng thì người ta vừa lấy cái răng ra người ta chải ngoài, thì người ta hay 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 đùa với nhau là vừa có thể chải răng mà vừa có thể huyết sáo được. Thì đó là cái hình ảnh của một hình tháo lắp. Thì các cái lĩnh vực của nha khoa phục hồi thường được tiến hành tại phòng nha tư nhân. Thì tại phòng nha tư nhân thì cái mảng nha khoa phục hồi này phát triển vượt trội hơn so với lại là trong bệnh viện. Ngược lại những cái mảng về nha khoa bệnh lý và phẫu thuật thì là cái mảng mạnh trong bệnh viện hơn là ở ngoài. Và một cái mảng thứ ba hiện tại bây giờ đang khá được chú trọng đó là nha khoa dự phòng phát triển. Thì mục đích của cái nha khoa và dự phòng và phát triển là dự phòng những cái vấn đề về răng miệng trong tương lai, bao gồm dự phòng sâu răng hay là dự phòng về những cái lệch lạc răng miệng. Thì ba cái chính yếu trong nha khoa dự phòng phát triển đó là nha khoa trẻ em, thì chăm sóc tất cả những cái vấn đề răng miệng trên trẻ em, tức là nó giống giống như là ngành nhi khoa của các bạn bên y đó. Và một cái mảng thứ hai của nha khoa dự phòng và phát triển, một công việc thứ hai đó là nha khoa công cộng. Thì nha khoa công cộng này gần gần giống như bên y tế công cộng của các bạn hay là y học dự phòng, tức là nhiệm vụ của nó là dự phòng những cái vấn đề về răng miệng, ví dụ như là làm thế nào để giảm tỷ lệ sâu răng trong cộng đồng, làm thế nào để giảm tỷ lệ viêm nha chu trong cộng đồng, hay là làm thế nào để dự phòng nhiễm flo trong cộng đồng chẳng hạn. Tức là công việc của nó là dự phòng, tương tự như là những cái công việc về y học dự phòng của bên y đa khoa. Và mảng và công việc thứ ba của cái khối nha khoa dự phòng phát triển đó là chỉnh hình răng mặt, hay gọi nôm na là chỉnh nha. Thì đó là cái công việc mà giúp cho chúng ta có được một cái hàm răng thẩm mỹ hơn, cải thiện về mặt thẩm mỹ cũng như là cải thiện về mặt chức năng ăn nhai. Thì đó là những cái công việc gọi là những cái mảng công việc lớn chính trong ngành nha khoa mà các cái bác sĩ răng hàm mặt người ta người ta thực hiện. Thì cái này nói qua để các bạn gọi là các bạn hình dung được là một bác sĩ răng hàm mặt người ta sẽ làm những công việc gì. Tại vì thực ra thì bên ngoài xã hội người ta vẫn thắc mắc là không biết răng hàm mặt học gì, có ba 32 30 32 cái răng học tận 6 năm ha. Thì các bạn cũng có thể hình dung được là trong ngành răng hàm mặt thì cũng có rất là nhiều chuyên ngành sau trong đó, và nếu mà mình đi tới tận cùng thì tất cả các chuyên ngành đều sau, không riêng gì một một ngành răng hàm mặt ha. Thì bây giờ các bạn đi qua bài đầu tiên để mà mình có một cái nhìn sơ khởi về cái hệ thống nhai cũng như là bộ răng của chúng ta. Thì mục tiêu sau khi học không được bài này thì các bạn định nghĩa, nêu được định nghĩa về chức năng của hệ thống nhai. Thứ hai là các bạn mô tả được thành phần của một hệ thống nhai. Thứ ba là các bạn trình bày được chức năng của bộ răng. Và các bạn có thể đọc được sơ đồ răng, hay là khi mà mình giao tiếp với bác sĩ răng hàm mặt hay là bác sĩ chuyên ngành khác, người ta nói về cái răng nào đó thì các bạn có thể biết được cái răng đó nằm ở đâu trên miệng mình, và các bạn nắm được cái chức năng của nước bọt. Thì hệ thống nhai được định nghĩa
Hệ thống da được định nghĩa là một tổng thể, một đơn vị chức năng, nghĩa là bên trong nó bao gồm rất là nhiều thành phần nhưng mà nó được coi là một khối và nó thực hiện chức năng như là một một đơn vị, có nghĩa là tất cả những cái thành phần bên trong nó phải phối hợp và phải hoạt động một cách hài hòa với nhau thì cả cái hệ thống nhai này mới có thể hoạt động được một cách lành mạnh và mang lại hiệu quả về mặt chức năng. Thì hệ thống nhai bao gồm răng và nha chu, và thành phần để nâng đỡ răng và nha chu đó là xương hàm, và cái thành phần để mà kết nối cái xương hàm dưới với lại cái khối sọ mặt hàm trên đó là khớp thái dương hàm. Và để mà vận động được cái hệ thống xương thì cần có cơ hàm, và đi kèm với nó đó là hệ thống môi má lưỡi tuyến nước bọt và hệ thống mạch máu và thần kinh. Thì khi các bạn học y khoa thì các bạn biết rồi, tất cả những cái cơ quan mà để nó có thể vận hành được thì luôn luôn có hệ thống mạch máu và thần kinh ha. Thì nhắc lại, hệ thống nhai là một tổng thể và nó hoạt động thành một đơn vị chức năng duy nhất, và bên trong hệ thống nhai thì gồm rất là nhiều thành phần, trong đó có thành phần cơ bản thứ nhất là răng và nha chu. Nha chu là những cái gì xung quanh răng, thì trong bản thân cái từ nó đã bao hàm cái nghĩa rồi, nha là răng và chu là chu vi hay là xung quanh, thì những gì xung quanh răng được gọi là nha chu. Và cái thành phần mà chứa tất cả những cái răng và nha chu đó là xương hàm. Và để các bạn biết đó là cái xương hàm dưới của chúng ta là một cái xương động để kết nối với lại cái khối bất động bên trên là khối sọ mặt, thì thông qua khớp thái dương hàm. Và để vận hành cái hệ thống xương này thì có cơ hàm, và đi theo đó là hệ thống môi má lưỡi cùng với lại các cái hệ thống phụ trợ. Chức năng của hệ thống nhai là gì? Chức năng hệ thống nhai thì người ta chia ra làm hai chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng nguyên thủy hay là những cái chức năng cơ bản, đó là bao gồm cắn, nhai hay là bú hay là nuốt, thì tất cả những cái chức năng mà đảm bảo cho cái sự sinh tồn của chúng ta. Và còn ngày xã hội còn phát triển thì cái chức năng xã hội của hệ thống nhai cần được chú trọng và cần được nâng cao. Đó là chức năng nói, giao tiếp, bao gồm cả những cái chức năng về mặt thẩm mỹ và biểu cảm. Và khi mà xã hội càng ngày càng phát triển thì cái công việc của chúng ta giao tiếp càng lúc càng nhiều, và cái nhu cầu thể hiện bản thân cũng như là cái nhu cầu khẳng định bản thân nó càng lúc càng cao, thì cái hệ thống nhai nó trở nên tầm quan trọng của hệ thống nhai càng ngày càng được nâng lên đối với chất lượng cuộc sống, bao gồm cả hoạt động xã hội, sức khỏe và liên quan tới hạnh phúc con người luôn. Thì các bạn có thể hình dung nếu mà các bạn mất một cái răng cửa chẳng hạn thì liệu các bạn có thể tự tin giao tiếp với mọi người xung quanh hay không. Thì bởi vậy nên là càng lúc thì cái nhu cầu về thẩm mỹ răng miệng mặt nó càng trở nên quan trọng và người ta càng chú trọng nhiều hơn. Vậy thì thành phần hệ thống nhai bao gồm gì? Thứ nhất là răng và nha chu, cái này nhắc lại thôi ha: xương hàm, khớp thái dương hàm, cơ. Thì các bạn hình dung một cách tóm tắt đó là gồm có răng này, những cái bộ phận xung quanh răng này, cơ xương khớp này, tuyến nước bọt nè, hệ thống mạch máu và thần kinh ha. Thì thành phần căn bản của hệ thống nhai chính là bộ răng. Thì bộ răng của chúng ta được chia ra làm nhiều nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm răng cửa, thứ hai là răng nanh. Và nhóm răng cửa và răng nanh được gọi chung thành nhóm răng trước. Và nhóm thứ hai đó là nhóm răng cối nhỏ và răng cối lớn thì hợp thành nhóm răng sau. Thì vai trò của các nhóm răng này khác nhau, trong đó răng cửa có nhiệm vụ cắt xé thức ăn để chuẩn bị cho cái quá trình nhai của mình. Và thứ hai đó là nhóm răng nanh. Thì răng nanh này tên từ tiếng Anh của nó là canine. Nó xuất phát từ nghĩa là con chó sói. Thì cái này về nguồn gốc tiến hóa thì người ta cho rằng cái răng nanh của chúng ta là một cái hậu sinh, hay là cái
nguồn gốc sâu xa là từ cái răng nanh của loài chó sói, và nhiệm vụ của nó là để xé thức ăn ra thành nhiều mảnh. Và cái răng nanh này nó đặc biệt quan trọng về mặt thẩm mỹ của chúng ta, bởi vì nó có nhiệm vụ nâng đỡ cái góc hàm ở đây nè mấy bạn. Đây là thành ra là khi mà các bạn đi đến nha khoa mà thường thì các bạn có răng khểnh nhá, thì thỉnh thoảng các bạn được tư vấn rằng nhổ bỏ cái răng khểnh nó đi, thì thực ra thì cái chỉ định đó nó không đúng, tại vì cái răng nanh là cái chân, cái răng mà có cái chân răng dài nhất trên miệng, và nhiệm vụ của nó sẽ nâng đỡ cái vùng góc hàm. Nếu mà mình nhổ mất cái răng nanh đi thì cái góc hàm nó sẽ bị sụp xuống và nó sẽ khiến cho chúng ta có một cái gương mặt không được nâng đỡ, và nó sẽ mang lại cảm giác hơi già. Thành ra là cái răng nanh là cái răng nanh được giữ lại trên cung hàm dù cho nó là một cái răng khểnh ha. Và các cái răng, cái nhóm răng trước thì có vai trò quan trọng về mặt thẩm mỹ và phát âm, và các cái nhóm răng sau bao gồm răng cối nhỏ và răng cối lớn, thì nó đóng vai trò quan trọng trong cái quá trình tiêu hóa của chúng ta, bởi vì nó làm dập và nhai nghiền thức ăn, đồng thời nó giữ cái nâng đỡ cái tầng dưới mặt, người ta gọi là kích thước của tầng dưới mặt. Nếu như mà nó không có cái răng phía sau thì hàm dưới nó sẽ cắn lên hàm trên sụp lại, tức là các bạn hình dung cái mặt mình nó bị ngắn lại như thế này nè, thay vì nâng đỡ như thế này thì nó bị ngắn lại như thế này, thì nó sẽ khiến cho chúng ta khiến cho cái người bệnh nhân đó trông già hơn bình thường. Thì mình biết là mình có hai bộ răng, một bộ răng sữa và một bộ răng vĩnh viễn. Thì bộ răng sữa là bộ răng mà được mọc từ khoảng bắt đầu mọc vào lúc 6 tháng tuổi và mọc đầy đủ vào lúc đứa trẻ từ khoảng 24 tới 36 tháng tuổi, có nghĩa là từ 2 đến 3 tuổi. Thông thường thì khoảng trong vòng từ 2 tới 3 tuổi thì các em bé sẽ có đầy đủ các răng, và một bộ răng sữa bao gồm 20 răng ha. Thì đây là hình ảnh của một em bé 6 tháng tuổi với cái răng sữa, hai cái răng sữa đầu tiên. Thì khi các bạn quan sát em hay cháu ở nhà mình thì các bạn sẽ thấy là cái răng sữa đầu tiên mọc lên là cái răng cửa sữa hàm dưới, răng cửa giữa hàm dưới mọc lên vào lúc 6 tháng tuổi, và thường là các em nhỏ nó sẽ được mọc hai cái răng cùng lúc ha. Và đây là một em bé 18 tháng tuổi thì nó bắt đầu nó mọc tương đối nhiều rồi, và lúc này thì nó đã có được cái răng cối sữa thứ nhất và bắt đầu mọc tới răng nanh sữa ha. Thì đây là hình ảnh người ta mô phỏng lại cái bộ răng trên cái trên trên mô hình cho các bạn thấy. Thì ở đây các bạn thấy là đây là mô hình của một đứa trẻ 3 tuổi. Thì ở đây các bạn thấy trên miệng đây là những cái răng mà nó sẽ thể hiện trên miệng, đó là răng sữa, và bên dưới cái răng sữa các bạn thấy những cái mầm răng vĩnh viễn bắt đầu hình thành, và đây là những cái mầm răng vĩnh viễn mà sẽ thay thế cho những cái răng sữa này. Chúng ta có cái răng cối lớn thứ nhất hay là răng thứ sáu là một cái răng kế tiếp những cái răng sữa, nó không thay thế cho ai hết. Thì cái răng này được gọi là răng 6 tuổi, răng cối lớn thứ nhất hay là răng thứ sáu ha. Đây đây, đây là những cái răng mà lúc 6 tuổi các bạn sẽ thấy hiện diện trên miệng. Đây là ở một em bé 9 tuổi. Thì với một em bé 9 tuổi thì cái răng vĩnh viễn, răng cửa vĩnh viễn đã được thay thế và đây đã mọc lên trên miệng rồi đây. Và hình ảnh các bạn thấy là các cái răng vĩnh viễn nó đang dịch chuyển dần về phía nhai và chuẩn bị mọc lên. Khi mà cái răng vĩnh viễn dịch chuyển lên thì sẽ khiến cho cái răng sữa tiêu chân. Thì trên cái mô hình này các bạn thấy rất là rõ cái răng sữa bị tiêu chân ngắn lại ha. Thì với từ từ khi mà cái răng này đẩy lên thì cần lúc cái răng sữa này cần tiêu chân đi và nó lung lay trên miệng, và khi các bạn nhổ một cái răng sữa lung lay trên miệng nhổ ra thì các bạn sẽ thấy không có thấy cái chân đâu hết. Thì đó, nguyên nhân là do nó đã được tiêu trong cái quá trình mà cái răng vĩnh viễn này mọc lên, đẩy nó lên dần dần, và bởi vì nó tiêu chân nên là cái phần mà nó còn dính lại trên miệng chỉ là dính với cái phần nướu phía trên thôi, ra nó rất là nó lung lay và nó khá là dễ nhổ ra. Ví dụ như thậm chí như là những cái răng cửa răng phía trước răng một chân này thì thường các em bé nó có thể tự nhổ được, có nghĩa là nó lung lay xong rồi nó gỡ ra luôn, hoặc là ba mẹ cục chỉ bật ra ha. Thì những cái bởi vì cái chân răng nó đã tiêu hết rồi, thành ra cái phần mà lưu giữ phần dính lại nó rất là lỏng lẻo.
các bạn nhỏ có thể nhổ ra được, tự nhổ ra được. Thì trong cái mô hình này các bạn có thể thấy đây là cái răng số 6 hàm trên, hay là răng cối lớn thứ nhất hàm trên. Thì răng này có ba chân dài và cứng chắc ha. À, đây là cái răng cối lớn vĩnh viễn thứ nhất ở hàm dưới, thì này nó có hai chân ha. Là bộ răng sữa. Còn bộ răng vĩnh viễn của chúng ta thì có tổng cộng là 32 răng. Có một số người thì không có cái răng khôn, thì có là trừ 4 cái răng khôn là có 28 răng. Thì khi mà đứa trẻ được 6 tuổi thì đứa trẻ sẽ mọc cái răng vĩnh viễn đầu tiên. Và cái răng đó được gọi là răng số 6, hay là răng 6 tuổi, răng cối lớn thứ nhất, hay là răng cối lớn 1. Thì sau đó, sau khi mà mọc được cái răng đầu tiên rồi, thì các cái răng khác của bộ răng vĩnh viễn nó sẽ bắt đầu thay thế dần dần cái răng sữa. Và cái sự thay răng ban đầu nó sẽ thường diễn ra ở răng cối lớn, à, xin lỗi các bạn, răng cửa giữa hàm dưới, rồi sau đó tới răng cửa giữa hàm trên. Thì thông thường các bạn quan sát ở những em bé, các bạn sẽ thấy đứa trẻ học lớp 1 từ khoảng 6 7 tuổi thì nó thường hay bị xuống cái răng cửa hàm trên, bởi vì nó đang trong cái quá trình thay thế răng cửa. Và cái bộ răng vĩnh viễn đầy đủ thường mọc ở khoảng từ 18 tới 25 tuổi, tức là lúc đó là cái giai đoạn mà các cái răng khôn mọc lên. Và cái bộ răng vĩnh viễn đầy đủ ở con người thì gồm có 32 răng với 16 răng ở mỗi cung hàm, có nghĩa là hàm trên có 16 răng và hàm dưới có 16 răng. Có một số người thì chỉ có 28 răng thôi, không, bởi vì họ không có răng khôn. Thì đây là cái phân nhóm cũng như là cái cách đánh số của cái răng, bộ răng vĩnh viễn. Thì người ta sẽ dùng cái đường giữa là đường mà đi qua cái tiếp điểm giữa hai răng cửa và đi qua giữa cái xương hàm, hay là giữa khẩu cái, thì đây chính là đường giữa. Thì cái về phía gần với đường giữa người ta là gọi là phía gần, người ta quy ước với nhau ha. Đây là cái cách về phía gần đường giữa là phía gần, và xa khỏi đường giữa gọi là phía xa. Phía phía mà đi về phía má đây gọi là phía ngoài, và phía mà hướng về phía lưỡi hay là phía khẩu cái thì gọi là phía trong. Thì các bạn có cái nhóm răng cửa nè, thì cái một phần như thế này người ta gọi là một phần tư hàm ha. Và bên phải hàm trên, một phần tư bên phải hàm trên được đánh số là phần hàm 1, rồi một phần tư bên trái hàm trên đánh số là phần hàm 2, và bên trái hàm dưới được đánh số là phần hàm 3, và bên phải hàm dưới là phần hàm 4. Thì các bạn hình dung là mình sẽ chia cái bộ răng thành 4 phần hàm 1, 2, 3, 4, đánh số thứ tự từ phải qua trái và từ trên xuống dưới theo cái vòng chiều. Phần hàm 1 là bên phải nè, phần hàm 2 là bên trái nè, phần hàm 3 là bên trái hàm dưới, và phần hàm 4 là bên phải của hàm dưới. Thì căn cứ vào đường giữa thì người ta sẽ chia cái phần phía hướng về đường giữa là phía gần, và hướng về xa đường giữa là phía xa. Thì ở đây các bạn thấy nhóm răng cửa thì sẽ có hai răng là răng cửa giữa và răng cửa bên, và kế bên đó là răng nanh. Răng nanh thì hầu hết là tất cả chúng ta ai cũng biết. Cái răng tiếp theo là răng cối nhỏ. Răng cối nhỏ thì sẽ có hai răng cối nhỏ: răng cối nhỏ thứ nhất, răng cối nhỏ thứ hai, hay là mình có thể gọi là răng số 4 và răng số 5. Và nhóm răng cối lớn thì sẽ gồm ba răng cối lớn: răng cối lớn thứ nhất, cối lớn thứ hai và răng cối lớn thứ ba. Thì trong đó cái răng cối lớn thứ ba này chính là răng khôn, mọc lên chừng khoảng từ 18 tới 25 tuổi, và có thể dao động, có thể bạn mọc sớm hơn, tức là mọc trễ hơn ha. Thì một số người thì không có bốn cái răng khôn này, không có bốn cái răng khôn này thì họ chỉ có 28 răng thôi. Chỗ này thì từ cái răng nanh trở về trước người ta gọi là răng trước, và từ cái răng cối nhỏ trở về sau được gọi là răng nhóm răng sau. Và trong cái giai đoạn mà trẻ từ khoảng 6 tới 12 tuổi thì trong miệng trẻ sẽ tồn tại cả hai loạt răng, cả răng sữa lẫn răng vĩnh viễn. Tức là có một số răng vĩnh viễn đã thay thế răng sữa,
và có một số răng sữa thì vẫn còn tồn tại trên miệng chưa có rụng, thì lúc đó người ta gọi đó là giai đoạn răng hỗn hợp. Là cái cơ bản về bộ răng, về các cái bộ răng của con người ha. Và cái cụ thể thành phần của hệ thống nhai thì có thành phần cơ bản đó là cơ quan răng. Thì cơ quan răng là cái danh từ để mà người ta gọi chung cho cái răng của chúng ta, cái răng thực sự và cái mô nha chu bao quanh cái răng đó. Thì cơ quan răng là một cái đơn vị hình thái và chức năng của bộ răng, có nghĩa là đơn vị nhỏ nhất và đơn vị chức năng nhỏ nhất của bộ răng. Và trong đó răng là cái bộ phận mà trực tiếp nhai nghiền thức ăn. Răng là các bạn há miệng ra có thể cái thấy có màu trắng, đếm 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 1 2 3 4 đó đó thì đây chính là cái răng. Và để mà cái răng đó nó có thể giữ được ở trong cái xương hàm thì có một cái bộ phận gọi là mô nha chu. Thì mô nha nha chu chịu trách nhiệm giữ và nâng đỡ răng, đồng thời nó có cái chức năng nhận cảm và tiếp nhận cũng như là dẫn truyền lực nhai xuống bên dưới. Thì đây là cái hình ảnh mà người ta mô tả lại một cái cơ quan răng. Đây là hình ảnh cắt cắt đứng dọc theo cái trục giữa của răng. Đây là một cái răng cửa. Thì các bạn sẽ thấy được cái hình ảnh của các thành phần bên trong một cái răng. Thì cái răng này, cái phần mà thuộc về cái răng người ta gọi là răng chính danh. Và cái phần mà bao quanh này chính là phần mô nha chu. Thì cái răng chính nhanh nó gồm có 3 thành phần cơ bản. Thành phần lớp ngoài cùng là lớp men răng, lớp thứ hai là lớp ngà răng, và bên trong của nó là tủy răng. Thì trong đó men răng là cái thành phần mô cứng nhất trong cơ thể chúng ta, với thành phần có hóa tới 96% cứng hơn xương. Và thành phần là cái bề dày của lớp men nó tầm khoảng 2 mm trên mỗi răng. Ở cái vị trí dài nhất nó có thể 2,5 mm và vị trí mỏng nó tầm khoảng 1,5 mm ha. Thì cái bề dày của men răng nó phụ thuộc vào cái vị trí giải phẫu bên trên cái răng. Nhưng mà các bạn có thể hình dung được đó là một cái mô trắng bám bao phủ bề ngoài của cái răng và nó rất là cứng chắc. Thì cứng chắc nó cứng hơn cả xương tại vì thành phần vô cơ, tức là nó được khoáng hóa thành phần rất là cao. Thứ hai, lớp trong của cái bên trong của men răng đó là ngà răng. Thì ngà răng thì cái mức độ cứng nó kém hơn răng men và nó có màu hơi vàng. Và cả cái khối men và ngà này là mô cứng bao quanh một cái vùng mô mềm, mô liên kết có thần kinh và mạch máu bên trong là tủy răng. Thì tủy răng là cái nơi mà có thể có những cái cảm giác đau. Ví dụ như các bạn bị nhức răng chẳng hạn, thì nhức răng đó là do cái vấn đề của cái tủy răng này, bởi vì bên trong tủy răng này chứa thần kinh và mạch máu nên là nó có thể nhận cảm giác được ha. Thì bao quanh cả cái khối răng chính danh này nêu giữ nó vào trong xương chính là thành phần mô nha chu. Thì thành phần mô nha chu gồm có xi măng bám lên, thành phần thứ hai là thành phần dây chằng nha chu, và thành phần thứ ba là thành phần xương ổ răng. Và phủ bên ngoài cái xương ổ răng này là nướu. Thì cái dây chằng nha chu nó bề kích thước nó rất là mỏng, nó là mảnh, nó là nhỏ, nó là một khoảng rất là nhỏ, và chức năng của nó là nêu giữ cái răng này nè vào trong cái xương. Các bạn hình dung được không? Tức là cái xương là một cái hốc, giống như là một người ta gọi là một cái huyệt, một cái ổ như thế này nè. Xong rồi cái răng nó sẽ cái chân răng nó sẽ nằm ở trong cái xương, và để neo giữ giữa cái chân răng với lại cái xương thì cái dây chằng nha chu nó phải được trâu chặt vào trong bề mặt của cái chân răng và nó dính vào trong xương, nó bám vào trong xương. Đó là chức năng của dây chằng nha chu. Nhắc lại các bạn ha, cơ quan răng thì các bạn có 2 thành phần chính, đó là cái răng chính danh và thứ hai là xương ổ, là mô nha chu. Thì cái răng chính danh nó bao gồm 3 lớp men, ngà và tủy. Còn cái mô nha chu thì bao gồm xương xương ổ răng nè, rồi xi măng nằm trên cái bề mặt chân răng, và cái thành phần kết nối giữa xi măng chân răng với lại cái xương ổ răng đó
là dây chằng nha chu và phủ bên ngoài tất cả nó là nước ha. Thì về cấu trúc của một cái răng chứng danh, nó gồm 3 lớp như vừa trao đổi, đó là mang răng, phủ lớp ngoài cùng, và nó là mô cứng nhất trong cơ thể, còn tỷ lệ khoáng khoáng cao nhất khoảng 96%. Mà mang răng của mỗi người thì màu sắc nó hơi chênh lệch một chút xíu, có người thì có mang răng trong màu trắng trong, có một số người thì mang răng có ánh vàng, một số người thì mang răng ánh xanh, thì nó tùy thuộc vào từng người một. Và cái hình dáng và cái bề dày của mang răng nó đã được xác lập từ trước khi răng mọc ra, và trong suốt đời sống thì nó chỉ có mòn đi thôi, nó không có đắp thêm ha. Nhưng mà nó có một cái sự trao đổi về mặt vật lý với lại hóa học với môi trường miệng, có nghĩa là nó có sự trao đổi ion với môi trường miệng của chúng ta. Thì do nó có thể trao đổi ion, nó có một cái tính gọi là tính bán thấm, hoạt động như một cái màng bán thấm, có nghĩa là những cái ion có thể thấm vào và có thể từ trong mô men răng đi ra. Thì đó, do đó nên là chúng ta mới vận dụng để mà có thể tẩy trắng răng được. Thì đây là cái hình ảnh mà người ta mô phỏng lại cho các bạn nhìn thấy dễ dàng hơn. Đây là hình ảnh của một cái răng cối lớn hàm dưới có hai chân ha. Thì phần này nè, cái phần mà các bạn thấy được trong khoang miệng đây là phần thân răng, và phần thứ hai là phần chân răng. Thì phần chân răng nó sẽ nằm sâu trong vùng xương ổ. Thì cái phần thân răng đây nè, các bạn sẽ thấy ngon cái nướu phủ, các bạn có thể há miệng ra để mà kiểm tra, có thể mình quan sát. Thì cái phần mà mình nhô trắng trắng đây mà mình thấy được từ cái ngon nướu trở lên thì đó là thân răng. Và cái phần mà chân răng là cái phần dài và cắm chặt ở trong xương. Thì khi mà cắt dọc qua cái thiết đồ cắt dọc ngon qua cái răng thì mình sẽ có lớp mang nè, phủ ngoài cùng, lớp thứ hai là lớp ngà răng, và lớp thứ ba là lớp tủy răng. Tủy răng là một cái phần mô mềm, và bên đó bên trong chứa mạch máu nuôi dưỡng và chứa tế bào thần kinh. Còn bên dưới chân răng này thì mình có, đây là lớp xương ổ răng, và đây là cái xi măng. Xi măng là cái thành phần phủ bên ngoài cái chân răng này nè. Các bạn lưu ý một chút xíu là cái phần thân răng mới có mang, còn phần dưới chân răng này không có mang. Thì bù lại cái lớp phủ ngoài cùng của cái lớp của cái chân răng chính là xi măng ha. Tức là khi mà người ta nói tới mang răng thì các bạn biết là đang chỉ hiện diện ở phần thân răng thôi, còn phần ở dưới cái chân răng này nè là nó là xi măng, nó không phải là mang nữa. Thì bên trong cái chân răng này vẫn có ngà răng, vẫn có tủy răng, nhưng mà không có mang và được phủ bên ngoài bởi lớp xi măng. Và cái dây chằng nha chu nó sẽ có nhiệm vụ cho nó bị chôn chặt bên trong xi măng, và nó có nhiệm vụ kết nối với lại cái xương để mà neo giữ cái răng này trong cái huyệt của xương ổ. Và bên trong xương hàm thì sẽ có dây thần kinh và mạch máu lớn, và nó sẽ chia nhánh tặng vào trong cái tủy răng này ha. Thì khi mà chúng ta bị một cái nhiễm trùng gì đó từ cái vùng tủy răng thì cái vấn đề là cái những cái cơn đau nhức răng là do cái phản ứng bên trong cái tủy răng này. Và ngà răng thì nó kém cứng hơn mang, với cái tỷ lệ vô cơ thấp hơn chừng khoảng 75%. Và cái bề dày ngà răng thì có thể thay đổi trong cuộc sống do những cái bồi đắp, nó có thể xảy ra những phản ứng bồi đắp để mà đáp trả lại những cái phản ứng trong cái phản ứng trong cái quá trình hoạt động chức năng. Và thứ ba, cái thành phần cái khối mềm nằm trong lòng cái răng đó là tủy răng. Thì tủy răng là một cái mô liên kết mềm và nằm phía bên trong cái hốc tủy. Thì cái phần tủy nằm trên thân răng người ta gọi là bù tủy, và phần tủy nằm dưới chân răng gọi là ống tủy. Thì cái công việc bên trong tủy răng chứa nhiều mạch máu và dây thần kinh, nhưng mà bởi vì các bạn có thể hình dung là xung quanh cái tủy răng này là ngà răng, thì bản chất của ngà răng là một cái mô cứng, thành ra là khi có một cái hiện tượng viêm bên trong
tủy răng. Thì cái tủy răng này nó bị phù lên, mà phù lại bị giam trong một cái vách vách cứng, thành ra nó không có giãn nở ra để mà nó tăng cái kích thước được, thì nó sẽ bị gia tăng áp lực và nó nhanh chóng hoại tử. Hay là thường thông thường thì dưới một cái kích thích do nhiễm khuẩn hoặc là do một cái kích thích gì đó bên ngoài, thì cái tủy răng bị viêm và thường là sẽ dẫn đến cái tình trạng hoại tử tủy. Và khi mà cái tình trạng viêm tủy cũng như hoại tử tủy diễn ra thì sẽ khiến cho các bạn có cái đợt đau răng, thì các bác sĩ sẽ cần phải điều trị tủy, có nghĩa phải lấy đi cái phần tủy hoại tử bên trong cái răng để mà giải quyết cái cơn đau đó, giải quyết cái viêm tủy đó ha. Thì nhiệm vụ của tủy răng là để duy trì sự sống của răng, cụ thể là sự sống của nguyên bào ngà, và nó giúp tạo ra ngà thứ cấp. Và cái cơ chế tạo ngà thứ cấp sẽ giúp cho răng phản ứng lại với các kích thích bên ngoài. Các kích thích bên ngoài là gì? Đó là sâu răng, là răng bị mòn, hay là răng bị mẻ, hay là bị chấn thương. Và cái tủy răng này nó tiếp nhận cảm giác của răng, tức là bởi vì nó là mô bên trong chứa thần kinh nên là cảm nhận được những cảm giác của răng. Ví dụ như các bạn ăn phải hay là cắn phải một hạt sạn chẳng hạn, thì bạn cảm giác rất là đau. Thì cái đau này nhờ cái cảm giác từ tủy răng và cảm giác từ mô nha chu. Cái thành phần của mô nha chu đó là xương ủổ. Thì xương ủổ nó là một cái mô xương xốp và bên ngoài được bao bọc bởi màng màng xương. Thì đây là nơi mà cái phía bên ngoài của xương ủổ là nơi mà cái nướu răng bám dính vào. Và xương ủổ nó tạo thành cái hình dáng cái huyệt, và bên trong có cái hình dáng một kích thước phù hợp với chân răng. Và xương ủ răng thì chỉ tồn tại cùng với chân răng mà thôi, có nghĩa là nếu mà cái răng bị nhổ mất đi thì xương ủ cũng sẽ bị mất ha. Các bạn tạm dừng để nghỉ giải lao một chút xíu ha. Bây giờ là 9:17, các bạn giải lao 10 phút ha. Sau xương ổ răng nó có nhiều lỗ thủng cho phép mạch máu và dây thần kinh đi xuyên qua, và cái mạch máu và dây thần kinh xuyên qua đó để mà nuôi dây chằng nha chu cũng như là chui vào trong chốt răng để mà nuôi dưỡng tủy răng. Thì cái phần xương ổ răng mà đối diện với chân răng đó người ta gọi là xương ổ chính danh hay là lá sàn. Thì trên phim X quang các bạn sẽ thấy cái xương ổ chính danh này nè, nó cản quang hơn so với lại mô cái mô xương bên ngoài, và người ta gọi nó là lá cứng. Thì đây nè các bạn, thì đây có đây là cái xương ổ răng là phần này nè, và các bạn sẽ thấy nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ li ti. Thứ nhất là nó có một cái lỗ chính để cho cái mạch máu và đi vào trong cái chân răng bên trong này nuôi dưỡng cái tủy. Và đây là hình ảnh mà người ta vẽ cái dây chằng nha chu, thì các bạn thấy được là cái phần dây chằng nha chu nó sẽ neo giữ cái chân răng này vào trong phần xương ổ, và đây chính là cái mõm xương ổ. Thì khi mà cái răng này bị nhổ đi thì cái mõm xương ổ từ phía phần này sẽ tiêu đi, tại vì nó không còn cái chân răng nâng đỡ nữa thì nó sẽ mất cái xương vùng này, và cái phần còn lại trên miệng chính là cái phần xương này hay là phần xương hàm bên dưới. Và cái sơ đồ này người ta thể hiện thứ nhất những cái thành phần của mô nha chu, thì xi măng chính là cái phần mà phủ bên ngoài của chân răng, và đây là xương ổ răng, và neo giữ giữa chân răng với lại xương ổ răng là dây chằng nha chu, và phủ bên ngoài cái xương ổ răng này ở phía ngoài đó là phần niêm mạc nướu. Thì trong cái nướu người ta có phân là thành hai loại, đó là người ta phân theo ranh giới phần nướu rời và phần nướu dính. Thì phần nướu rời là cái phần khoảng 2 mm trên này nè, nó có thể tách rời ra khỏi bề mặt chân răng, tách rời xong rồi bám lại, cái nó do nó có thể tách bám liên tục như vậy nên người ta gọi nó là nướu rời. Thì cái nướu rời này trong quá trình mà chúng ta chải răng hay là chúng ta thăm khám ra xịt hơi thì cái nướu này nó sẽ tách ra khỏi cái bề mặt chân răng này, bởi vì nó được bám dính với bề mặt chân răng bởi với một cái liên kết rất là lỏng lẻo, do đó người ta gọi nó là nướu rời. Và bên dưới là cái phần nướu mà dính chặt vào xương ổ, người ta gọi là nướu dính. Thì trong cái bài học về bệnh lý về nha chu thì các bạn sẽ được nói kỹ về cái phần nướu rời và nướu dính này.
Thì trên phim X quang thì các bạn sẽ thấy hình ảnh của men răng nó cận quang hơn nhiều so với lại thành phần ngà răng, vì bởi vì cái thành phần khoáng hóa của nó cao hơn. Thì đây chính là phần men răng này các bạn, thì cái lớp này chính là lớp men răng, và cái hốc thấu quang bên trong các bạn thấy này, trong lòng cái răng chính là phần tủy răng, và phần tủy răng nằm ở trên phần thân răng này, người ta gọi là tủy buồng. Và cái phần tủy răng kéo dài xuống bên dưới cái chân răng này gọi là tủy chân. Thì tương tự như vậy, các bạn thấy đây hình ảnh một cái răng cối nhỏ, đây cái phần cản quang nhiều hơn chính là phần men răng. Phần trong lòng này nè, phần thấu quang trong lòng nó chính là phần tủy răng, và đây là lớp ngà răng. Thì cái phần xương ổ chính dâm hay còn gọi là lá sàn, hay còn có một cái thuật ngữ nữa là lamina dura. Thì lamina dura chính là cái xương ổ cản quang hơn, cái đường viền cản quang của xương ổ ở đây. Thì tại sao cái lamina dura này nó quan trọng? Bởi vì trong răng hàm mặt thì người ta sẽ đánh giá cái sự lành mạnh của xương ổ răng, cũng như là cái lành mạnh của mô nha chu xung quanh răng thông qua cái sự liên tục của lamina dura này. Nếu mà cái lamina dura này có bị đứt gãy gì gì đó thì chứng tỏ là nó có một cái tổn thương ở cái vùng mô nha chu này. Đây là cái cách mà các bạn xem một cái phim X quang căn bản của răng hàm mặt ha. Thì các bạn sẽ thấy những cái thành phần của một cái răng thì có ba lớp nè, lớp men nè, lớp ngà nè, lớp tủy răng này, và đây là thành phần xương ổ răng. Thì đây chính là hình ảnh của cái xương ổ răng, và đây là xương ổ chính danh hay là lamina dura, đường viền cản quang hơn so với lại những cái vùng xung quanh. Đây là cái phần đỉnh xương ổ không. Thì cái thành phần neo giữ giữa xương ổ răng với lại bề mặt chân răng đó là dây chằng nha chu. Thì đây về bản chất nó là những cái bó sợi liên kết và nó dài chừng khoảng 0,25 mm. Các bạn hình dung được nó rất là mảnh và rất là nhỏ. Và một đầu thì nó được chôn vùi trong xi măng, và đầu còn lại nó bám vào xương ổ chính danh thông qua những cái điểm lỗ chỗ trên bề mặt xương. Và nhiệm vụ của dây chằng nha chu chính là gắn cái răng vào trong cái xương ổ răng, và đồng thời nó có tác dụng giống như là một cái vật đệm giúp cho cái răng nó có thể xê dịch một cách sinh lý, một cách nhẹ nhàng và độc lập với nhau trong khi ăn nhai. Có nghĩa là trong cái quá trình ăn nhai, cái răng nó vẫn có một cái sự vi dịch chuyển chứ không phải là nó đứng yên, và cái sự dịch chuyển này nó trong cái giới hạn của cái bề dày mô dây chằng nha chu. Và nó còn có cái tác dụng như là một cái vật đệm, một cái vật nhúng, tức là khi mà một cái lực tác động lên cái bề mặt răng nhúng vào trong xương ổ thì nó sẽ thông qua cái lớp đệm là mô là dây chằng nha chu, và dây chằng nha chu này giúp lưu thông máu và dẫn truyền cái áp lực cũng như là truyền lực để tránh những cái lực tác động có hại khi mà chúng ta ăn nhai đối với răng và cái xương ổ bên dưới. Có nghĩa là dễ khi gần các bạn cắn phải một cái vật gì đó quá cứng, hoặc là bạn nhai trúng đột ngột một cái hạt sạn hay là một cái xương chẳng hạn, thì cái mô dây chằng nha chu thứ nhất là nó bạn cắn phải một cái vật gì đó quá cứng hay là cái răng mình chịu một cái lực tác động quá lớn thì mô dây chằng nha chu này sẽ mang tới một cái cảm giác đau và khiến cho các bạn dừng lại, thì đó là một cái phản xạ. Ngoài ra cái mô dây chằng nha chu này cái mức độ cảm nhận áp lực nó cực kỳ tinh tế, một cái sự thay đổi rất là nhỏ trên cái, ví dụ như là mình trám một cái miếng trám lên bề mặt răng mà nó hơi cao so với bình thường, tức là khi mà mình tiếp xúc nhai cắn lại giữa hàm trên và hàm dưới nó có một cái cộm chừng khoảng 20 nanomet thôi, là bắt đầu cái mô nha chu nó đã có những cái cảm nhận và khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Thì đó là
nhờ vào những cái sự nhạy cảm, áp lực tinh tế bên trong của dây chằng nha chú. Thì đây là hình ảnh của dây chằng nha chu, nhắc lại thôi ha. Thì thành phần thứ ba của mô nha chu chính là xi măng. Thì xi măng nó được hình thành cùng lúc với khi mà hình thành chân răng, và nó phủ mặt ngoài ngà chân răng. Thì xi măng được bồi đắp ở phía dưới chốt chủ yếu là để bù trừ cho cái sự mòn mặt ngay trong cái quá trình mà mình ăn nhai, nếu là trong cái quá trình ăn nhai hàm trên hàm dưới thì có những cái sự cọ sát và về lâu dần nó sẽ có một cái sự mòn bề mặt mô cứng của răng. Thì khi mà có cái mòn đó thì cái bên dưới xi măng bên dưới chốt trên răng sẽ được bồi đắp dần dần để bù trừ cho cái sự mòn đó, để đảm bảo cho cái tiếp xúc giữa hàm trên với hàm dưới còn đúng, thì đó được coi là cái hiện tượng mặt răng suốt đời. Và điều này nó cũng giải thích lý do vì sao mà khi mà các bạn, giả dụ như các bạn mất một cái răng ở hàm dưới thì cái răng đối diện ở hàm trên sẽ liên tục trồi lên, trồi trồi cho đến khi nào mà nó chạm được vật cản ở hàm dưới thì thôi. Có nghĩa là các bạn sẽ ứng dụng vào mặt thực tế rằng nếu như mà chúng ta mất một cái răng thì cái răng phía đối diện nó sẽ càng lúc càng trồi lên, càng lúc càng dài ha. Thì đó là do cái sự bồi đắp xi măng phía bên dưới chốt chân răng, và cái hiện tượng này nó diễn ra liên tục. Và cái thành phần mô bao phủ bên ngoài mà chúng ta cần quan tâm đó là cái thành phần nướu. Thì nướu là cái phần của niêm mạc miệng phủ lên được không? dạ được dạ Bạn nghe được ạ. nói tiếp ha, thì cái thành phần bao phủ bên ngoài đó là phần nướu. Thì nướu là một phần của mô niêm mạc miệng và phủ lên xương ổ răng, và cũng như là một phần phủ lên cổ răng. Thì cái phần mà phủ lên xương ổ răng chính là nướu dính, và phần phủ lên cổ răng là phần nướu rời. Thì ở đây là hình ảnh của một cái mô nướu. Thì các bạn sẽ thấy một cái phần mà kết nối lỏng lẻo phủ bên trên cái cổ răng này nè. Thì khi mà mình dùng cái xịt hơi á, xịt hơi hay là các bạn chải răng chẳng hạn, thì cái phần này nó có thể bị tách rời ra khỏi cái bề mặt của cái cổ răng, và sau đó nó có thể bám dính trở lại, bởi vì cái kết nối của nó là một cái kết nối biểu mô và rất là lỏng lẻo. Thì cái phần vùng này người ta gọi là phần nướu rời. Và cái phần nướu rời này nó cái chiều sâu khe nướu nó tầm khoảng 2 mm thôi là lành mạnh bình thường ha. Và cái phần mà bám dính lên trên xương ổ răng này thì đây chính là phần nướu dính. Và các bạn sẽ thấy giữa cái ranh giới giữa nướu dính với lại nướu viền á, nó là một cái đường viền mờ ở đây ha. Và cái phần nướu phủ giữa hai cái răng, thì giữa cái răng số 1 và cái răng số 2 chẳng hạn, thì ở đây người ta gọi là cái khoang tiếp cận hay là cái khoảng tiếp cận giữa hai răng. Và đây là cái phần tiếp xúc mặt bên giữa hai răng với nhau. Thì cái phần nướu phủ lên trên cái phần khoang tiếp cận này nè, người ta gọi là gai nướu. Thì gai nướu về bản chất nó đang phủ lên cái phần, cái này là gọi là gai nướu hay là nhú nướu. Và cái phần tiếp xúc giữa hai răng này người ta gọi là khoang tiếp cận. Và cái điểm khoang tiếp cận là vùng này, và cái điểm mà tiếp xúc trực tiếp giữa cái răng này với răng kia gọi là tiếp xúc bay, hay là điểm tiếp xúc giữa hai răng. Thì đó là thành phần cơ bản của một cái cơ quan răng, bao gồm răng và mô nha chu. Thì các bạn cần chú ý về mặt giải phẫu, về mặt cấu trúc của một cái răng cũng như là mô nha chu, để mà chúng ta các bài học sau chúng ta có thể hiểu về những cái bệnh lý của những cái cơ quan này, bởi vì nó là những cái bệnh lý cơ bản nhất trong răng hàm mặt ha. Thì để diễn tả cái một bộ răng, thì người ta đưa ra một cái cách gọi cái cách thức mà để thống nhất giữa các cái bác sĩ với nhau, hay là thống nhất giữa các chuyên gia với nhau, thì người ta đưa ra một cái cách viết, cách gọi tên.
là cách đọc đó là công thức răng. Thì công thức răng này là cái cách để người ta quy ước với nhau, giống như là thuật ngữ trong y khoa, trong chuyên ngành của các bạn, tức là nói tới từ đó thì người ta sẽ hiểu đó là gì ha. Thì ở đây thì người ta diễn tả cái bộ răng của mỗi người thành một, theo một cái công thức hay còn gọi là nha thức. Thì đó là gồm một dãy gồm có chữ và số, và mục tiêu của nó là để biểu diễn số lượng của răng trong từng nhóm răng ở một bên hàm, gồm có nửa hàm trên và nửa hàm dưới. Thì cái công thức bộ răng sữa của con người thì sẽ gồm hai răng cửa trên, hai răng cửa dưới, một răng nanh trên, một răng nanh dưới và hai răng cố sữa ở hàm trên. À, xin lỗi, xin đúng rồi, hai răng cố sữa ở hàm trên, hai răng cố sữa ở hàm dưới, thì bao gồm 10 răng ở một nửa bên, có nghĩa là bên trái 10 răng, bên phải 10 răng ha. Và bộ răng sữa đầy đủ thì sẽ có 20 răng. Thì công thức răng của người, công thức răng của bộ răng vĩnh viễn thì sẽ gồm có hai răng cửa hàm trên, hai răng cửa hàm dưới. Cái này người ta đang tính cho một nửa hàm nhưng mà tức là hoặc là bên phải hoặc là bên trái. Thì nếu mà xét từ đường giữa nè về phía phải ha, thì bao gồm hai răng cửa, gồm một răng cửa giữa, một răng cửa bên, một răng nanh, hai răng cửa nhỏ, răng cửa nhỏ một, răng cửa nhỏ hai và ba cái răng cửa lớn, thì tổng cho mỗi nửa, mỗi một bên như rất là 16 răng, thì cả hai bên chúng ta sẽ có 32 răng đầy đủ. Đây là cái cách mà người ta quy ước. Đây là phía xa, hướng này là xa, hướng này là gần ha. Thì căn cứ vào cái đường giữa này để chia ra hai nửa cung hàm. Thì cái cách mà người ta quy ước với nhau là sẽ thành một, sẽ chia hai hàm của chúng ta thành bốn phần gọi là phần tư hàm. Thì bắt đầu từ hàm trên bên phải là phần hàm 1, phần hàm trên bên trái là phần hàm 2, phần hàm dưới bên trái là phần hàm 3, và phần hàm dưới bên phải là phần hàm 4. Nó đi theo cái đường vòng cung như thế này. Thì trên miệng các bạn sẽ thấy bắt nguồn từ bên phải nè, đi qua bên trái nè, đi xuống hàm dưới nè và đi qua bên này. Thì cái phần, cái phía bên phải của chúng ta sẽ có phần hàm 1 ở trên, phần hàm 4 ở dưới. Phía bên trái chúng ta sẽ có phần hàm 2 ở trên và phần hàm 3 ở dưới. Thì người ta sẽ đánh số từ cái đường giữa đi ra. Thì ở đường giữa các bạn sẽ thấy nè, răng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tương tự như vậy cho bên trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hàm cả hàm trên lẫn hàm dưới. Và khi mà mình gọi tên một cái răng nào đó thì mình sẽ gọi tên phần hàm kèm theo cái tên của cái răng. Chẳng hạn như các bạn muốn gọi tên cái răng cửa giữa hàm trên mà bên phải, thì đầu tiên các bạn sẽ xác định nó nằm ở phần hàm 1 và nó là cái răng 1 ha. Thì răng cửa giữa hàm trên bên phải thì được diễn tả là cái răng ở đây. Giả dụ như các bạn muốn diễn tả cái răng khôn hàm trên bên phải thì các bạn sẽ xác định cái răng hàm trên bên phải nó sẽ là phần hàm 1 và cái răng khôn là răng số 8. Thì khi người ta nói răng 1-8, các bạn biết nó là cái răng khôn hàm trên bên phải. Tương tự như vậy, khi mà người ta nói cái răng 3-3 chẳng hạn, thì đầu tiên các bạn sẽ xác định xem phần hàm 3 là phần hàm nào. Và sau đó các bạn, bước thứ hai là các bạn sẽ xác định xem cái răng số 3 là cái răng nào. Thì răng 3-3 chính là cái răng nanh hàm dưới bên trái. Thì đó là cái cách thức để mà mình có thể đọc được một cái sơ đồ răng. Nhìn vô cái sơ đồ răng này các bạn biết được cái răng đó nằm ở đâu. Thì ngoài cái cách thức mà người ta viết phần hàm thì người ta có cái ký hiệu phần tư hàm như thế này. Bên này là tương ứng với lại, tức là các bạn nhìn thấy cái dấu phần tư này thì các bạn sẽ hình dung nó được cái sơ đồ gốc như thế này. Thì cái phần tư mà cái phần hở nó quay về phía bên trái như thế này là nó đang diễn tả cái phần hàm 1. Hay là cái phần tư mà cái số của cái răng nó nằm ở phía trên và cái phần hở nó quay về phía bên phải như thế này, người ta đang diễn tả phần hàm 2. Tương tự như vậy cho phần hàm 3 là cái này và phần hàm 4 ở bên này. Thì ví dụ như trong hình này người ta nói như thế này chính là răng 1-1, như thế này là răng 2-3, cái này là 3-5 và cái này là 4-6.
này thì các bạn nhìn dần thì các bạn sẽ quen ha. Thì đây trên miệng thì nó sẽ tương ứng như thế này, phần hàm 1 nè, phần hàm 2 nè, phần hàm 3 nè và phần hàm 4 nè. Thì cứ căn cứ giữa từ đường giữa về phía xa thì sẽ đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 8 chính là cái răng khôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như thế này ha. Thì người ta chia ra là 4 phần hàm như vậy. Và đây là cái cách quy ước và Việt Nam mình đang dùng theo cách quy ước này. Tuy nhiên ở bên Mỹ thì người ta không dùng thế này, người ta đánh số theo kiểu là từ 1 tới 32. Là cái răng mà 18 của mình đó là tương ứng với là răng số 1 của họ. Rồi họ đánh dần vào trong 1 2 3 4 5 cho đến khi số 32 kết thúc là răng 48. Nhưng mà hiện tại Việt Nam mình thì đang dùng cái cách quy ước theo kiểu phần tư hàm kết hợp với lại cái số của cái răng ha. Thì các bạn chỉ cần nắm cái này để mà mình nói chuyện với bác sĩ Việt Nam mình được rồi. Thì tương tự như cái bộ răng vĩnh viễn thì bộ răng sữa người ta cũng đánh dấu phần tư hàm, nhưng mà phần tư hàm của răng sữa sẽ là 5 6 7 8. 5 là trên phải, 6 là trên trái, 7 dưới trái và 8 là dưới phải, và cũng đánh số từ đường giữa đi ra 1 2 3 4 5. Thì mỗi phần tư hàm ở răng sữa chỉ có 5 răng thôi. Và các bạn biết răng 1 chính là răng giữa giữa, răng 2 là răng giữa bên, răng 3, răng 5 và răng 4, răng 5 chính là hai cái răng cối sữa. Ở bộ răng sữa thì không có răng cối nhỏ ha. Thì có một cách nữa để người ta ký hiệu răng sữa đó là bằng chữ A B C D E. Thì thay vì 1 2 3 4 5 thì người ta dùng A B C D E, thì cách thức nó cũng tương tự như vậy. Thì đây là trên miệng ha. Thì đây là phần hàm 1 nè. Đây là phần hàm 2 nè. Đây là phần hàm 3 nè. Và đây là phần hàm 4 nè. A chính là cái răng cửa giữa, B là răng cửa bên, C là răng nanh, D là răng cối sữa 1 và E là cái răng cối sữa trong cùng. Đó là cái cách để mà người ta diễn đạt, người ta nói chuyện với nhau về bộ răng. Thì thành phần cơ bản của hệ thống nhai các bạn nắm bao gồm thứ nhất là răng mô nha chu, và thứ hai là thành phần xương. Ngoài ra nó có cái hệ thống phụ trợ, nhưng mà các bạn cần quan tâm tới hệ thống xương và hệ thống khớp thái dương hàm ha. Thì về phần xương thì hệ thống nhai nó gồm có hai thành phần chính, đó là khối xương sọ mặt cố định ở trên và cái xương động là xương hàm dưới bên dưới. Tức là khối sọ mặt ở trên cố định và mang cung răng trên, thì cung răng trên nó cũng cố định luôn, và xương hàm dưới mang cung răng dưới là cái phần di động. Và người ta ví cái hàm dưới nó đóng vào cái hàm trên, tức là khi hai hàm khớp lại, nó hàm trên cố định như thế này thì hàm dưới nó di động như thế này, thì nó giống như là một cái búa nhưng mà nó đóng từ dưới lên trên. Và cái phần đè chính là cái xương hàm trên, tức là phần cố định là phần xương hàm trên nè, cái phần di động là phần xương hàm dưới. Thì xương hàm dưới sẽ đóng như thế này từ dưới lên ha. Thì ngược lại với con cá sấu nó có cái hàm dưới nó cố định và hàm trên nó đóng xuống ha. Thì các bạn sẽ thấy nó khác biệt như vậy. Ở đây là cái hình ảnh hệ thống xương đầu mặt của chúng ta. Thì các cái phần xương trán, xương bướm, xương này ở khối sọ này thì các bạn nắm kỹ rồi ha. Thì cái này mình khai thác chủ yếu là cái khối xương hàm trên này nè. Cái xương hàm trên này được cố định vào trong cái hệ thống xương sọ mặt bởi những cái khớp với xương gò má hay là với xương trán hay là với xương bướm phía sau. Và xương hàm dưới thì được gắn vào cái hệ thống này bởi cái khớp ở đây, người ta gọi là khớp thái dương hàm. Sở dĩ nó có tên thái dương hàm là bởi vì nó khớp giữa cái xương thái dương và xương hàm dưới. Thái dương chính là xương thái dương và hàm chính là xương hàm dưới. Thì cái khớp thái dương hàm này nó hơi đặc biệt hơn các cái khớp khác trong cơ thể một chút. Và để vận hành cái hệ thống xương cũng như khớp này thì có các cơ. Thì các cơ hàm á mình định nghĩa là những cái cơ có nguyên ủy hoặc bám tận ở xương hàm dưới. Thì tất cả những cái gì mà bám, những cái cơ nào mà bám vào xương hàm dưới thì được xếp vào nhóm cơ hàm.
Và cái vai trò của các cơ hàm này là giúp cho cái xương hàm dưới vận động. Và trong cái vận động của xương hàm dưới thì các cái cơ hàm này nó được huy động để nó thực hiện rất là nhiều động tác. Và người ta gọi là người ta bóc tách ra một cách đơn giản hóa, nó gồm có động tác nâng hàm, có nghĩa là đám lại, hay là hạ hàm, hay là đưa hàm tới trước, đưa hàm lui sau, hay là đưa hàm sang bên, sang bên là bên trái sang bên phải. Nhưng mà thực tế trong cái vận động nhai thì cái vận động của xương hàm dưới nó không có đơn giản theo một hướng như vậy, mà nó luôn luôn kết hợp rất là nhiều thứ với nhau. Ví dụ như là vừa vừa sang bên vừa đóng, hay là vừa sang bên vừa há, rồi nó sẽ không có sang bên một cách đi ngang mà sẽ sang bên theo hướng kéo kéo, vừa sang bên vừa kết hợp ra trước chẳng hạn, gọi là vận động theo hướng trước bên. Tức là cái vận động mà trong cái động tác nhai đó nó không đơn thuần một cách cơ học, tất thành các cái vector, giống như là người ta đang đơn giản hóa cho mình mà các bạn có thể hình dung cái động tác nhai nó theo cái hình giọt nước ha, cái chu kỳ nhai nó theo một cái hình vòng cung hình giọt nước, và nó khá là phức tạp, nó kết hợp rất là nhiều động tác bên trong đó. Thì có cái cơ hàm cơ bản mà mình hay quan tâm, thứ nhất là cơ thái dương, thứ hai là cơ chân bướm ngoài, thứ ba là cơ chân bướm trong, và cái mà mình hay thấy đó là cơ cắn. Cơ cắn là cái cơ mà khi các bạn cắn lại, các bạn sờ thì các bạn thấy một cái khối cơ gồ lên từ ở góc hàm lên tới gò má, thì đây chính là cơ cắn ha. Và đây là cái sơ đồ mô phỏng vị trí bám cũng như là các cơ của phần hàm mặt. Thì cái cơ mà mình quan tâm nhiều nhất chính là hệ thống năm cái cơ này đây. Đó là cơ cơ thái dương nè, cơ cắn nè, cơ chân bướm ngoài, cơ chân bướm trong. Thì hai cái cơ chân bướm này nó sẽ giúp vận hành cho cái xương hàm dưới thông qua cái nó sẽ vận hành cho cái xương hàm dưới thông qua cái khớp thái dương hàm này, bởi vì nó bám vào cái đầu của cái lồi cầu ha. Thì đây là cái hình ảnh của cái cơ cắn, và đây là đầu lồi cầu của xương hàm dưới. Thì cái khớp này chính là cái khớp thái dương hàm, và khớp thái dương hàm này nó bao gồm ba thành phần chính, tức là phần khớp của xương thái dương, phần đầu lồi cầu của xương hàm dưới, và giữa cái phần khớp xương thái dương và phần đầu lồi cầu này nó có một cái thành phần ở giữa gọi là đĩa khớp. Đĩa khớp này là một cái đĩa lõm hai mặt, một mặt áp vào đầu lồi cầu và một mặt áp vào cái xương thái dương. Và cái đĩa khớp này nó có thể chuyển động trượt tới trượt lui trên đầu lồi cầu, mà khi mà nó trượt ra khỏi cái đầu lồi cầu mà nó tức là cái đầu lồi cầu ở đây, cái đĩa trượt như thế này, thì khi mà cái đầu lồi cầu nó vận động ra trước thì cái đĩa đi theo ra trước, cái đầu lồi cầu về sau thì cái đĩa nó cũng trượt về sau. Nhưng mà đôi khi thỉnh thoảng có cái hiện tượng cái đĩa nó trượt ra khỏi cái đầu lồi cầu mà nó không về trở lại được, thì người ta gọi là trật đĩa khớp. Thì lúc đó các bạn sẽ có một cái hội chứng là rối loạn thái dương hàm, và cái rối loạn thái dương hàm nó rất là phức tạp và nó gây cho bệnh nhân cái hiện tượng đau mỏi ở vùng khớp thái dương hàm, đau mỏi ở vùng cơ, và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Thì khớp thái dương hàm là cái khớp động duy nhất của sọ. Và về mặt giải phẫu thì khớp bao gồm phần thái dương cố định nằm trong sọ và phần di động thuộc xương hàm dưới, hai khớp ở hai bên và độc lập với nhau về mặt giải phẫu. Tuy nhiên cái vận động của nó liên thuộc nhau, không thể tách rời vận động của từng bên một. Bất kỳ cái động tác nào trong vận động của xương hàm dưới thì đều có sự tham gia của cả hai khớp ha. Tùy cái hướng và tùy cái cách thức vận động khác nhau. Do đó nên là nếu như mà một trong hai bên có vấn đề trục trặc gì đó thì cái vận động nó sẽ không được hài hòa và nó sẽ gây ra cái hội chứng rối loạn thái dương hàm. Thì cái rối loạn thái dương hàm nó có thể gây ra các cái triệu chứng đau ở vùng trước tai hoặc là xung quanh tai, và bệnh nhân có cảm giác là nghe những cái tiếng ù bên trong tai hay là cái tiếng kêu khớp lập cập
khi mà lụp cụp hay là sợ, tức là có tiếng kêu khớp khi mà há ngậm, hoặc là bệnh nhân há miệng không được, bị kẹt, bị khóa hàm ở đó, hay là có hiện tượng chặt khớp mà há miệng không ngậm lại được, chặt khớp thấy dương hàm chẳng hạn, thì nó gây ra nó khá là nhiều vấn đề. Và cái vấn đề về bệnh lý rối loạn thấy dương hàm là một cái vấn đề khá là phức tạp của răng hàm mặt. Và thông thường thì nhiều khi bệnh nhân cảm thấy đau ở vùng trước tai, đau ở vùng dưới hàm, rồi đau ở vùng vai sau gáy do đau cơ, và bệnh nhân người ta không biết đó là một vấn đề thuộc răng hàm mặt, và người ta sẽ đi điều trị về cơ xương khớp chẳng hạn. Nhưng mà những cái điều trị về cơ xương khớp thường thì nó không không mang lại hiệu quả nếu mà nguyên nhân nó nằm ở những cái rối loạn trong cái vận động xương hàm dưới. Có nghĩa là các bạn hình dung cái hệ thống nhai bao gồm bộ răng nè, cái sự ăn khớp giữa răng hàm trên và răng hàm dưới nè, các cái cơ nè và các khớp nè, thì bất kỳ một cái chỗ nào trong 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 cái hệ thống đó mà bị rối loạn thì nó đều thể hiện ra cái trạng thái rối loạn thái dương hàm. Nên là cái rối loạn thái dương hàm cần phải chẩn đoán rất là kỹ và xác định được nguyên nhân thì điều trị mới mới được tận gốc vấn đề. Chứ còn nếu như mà mình chỉ uống thuốc hay là chỉ điều trị nội khoa theo kiểu một cái viêm khớp hay là một cái viêm cơ khớp thì thường thì sẽ không mang lại hiệu quả, và bệnh nhân cần phải được can thiệp từ khớp cắn, từ cơ, rồi từ định vị lại cái vị trí của đầu người cầu, hay là định vị lại cái đĩa khớp bên trên cái người cầu ha, thì nó là một cái vấn đề khá là khó và nó phức tạp và nó nên được điều trị bởi bác sĩ răng hàm mặt. Ngoài ra thì nó có những cái thành phần liên quan, ví dụ như là nước bọt hay là mạch máu hay là thần kinh, thì những thành phần đó là những thành phần phụ trợ và các bạn cũng không cần phải nắm sâu lắm ha. Thì cái mà các bạn cần chú ý, thứ nhất là cái răng, thứ hai là mô nha chu, thứ ba là xương, thứ tư là vấn đề của cái khớp thái dương hàm ha. Thì kết luận lại thì hệ thống nhai là một tổng thể, một đơn vị chức năng, có nghĩa là nó gồm nhiều thành phần trong đó nhưng mà nó lại vận hành thành một đơn vị thống nhất, và nó không có hoạt động riêng lẻ và nó luôn luôn cần một cái sự phối hợp chặt chẽ cũng như hài hòa với nhau thì mới thực hiện chức năng một cách lành mạnh được. Và một cái hệ thống nhai lành mạnh và thoải mái, tức là đảm bảo về mặt giải phẫu cũng như về mặt sinh lý, về mặt vận động, thì nó cần có sự góp phần của cái hình thái bình thường và chức năng hài hòa giữa các cái thành phần bên trong. Nếu như mà có bất thường hay là bệnh lý hay là có một cái xáo trộn nào đó trong ở một cái thành phần nào trong hệ thống nhai thì đều có thể dẫn đến cái bệnh lý của các thành phần khác và gây ra rối loạn cấu trúc cũng như là gây rối loạn chức năng của toàn bộ hệ thống nhai. Do đó hệ thống nhai cần được đánh giá một cách rất là tổng quát và tỉ mỉ ha. Thì cái bài học đầu tiên các bạn dừng ở đây, các bạn hình dung sơ khởi về một cái hệ thống nhai bao gồm gì và vận động vận hành như thế nào thôi. Các bạn có thắc mắc gì không thì trao đổi ha. Mình dành chừng khoảng 5 phút để mà trao đổi những cái thắc mắc với nhau. Bạn nào có thắc mắc thì các bạn bật bật mic lên để trao đổi trực tiếp ha. Thưa cô. À, chào em. Dạ, cô ơi cho em hỏi là trong trường hợp nào thì mình bị mất hai cái răng cửa bên ạ cô? Ở trên hàm trên của em thì chỉ có 12 răng thôi cô, thiếu hai cái răng cửa bên mà em không hiểu vì sao. Mà các răng của em có bị thưa ra không hay là nó vẫn tiếp xúc sát với nhau vẫn tốt bình thường? Dạ, hai răng cửa trên thì nó bị thưa ra nhưng mà nó không ảnh hưởng nhai ạ. À, Em em bị có đi mất chụp bị phim bao giờ một chưa? răng ra. Dạ Em có chưa đi ạ. chụp phim bao giờ chưa? À, thì có một số trường hợp người ta có cái sự bất thường thiếu răng hoặc là dư răng, thì vẫn có những người cái số lượng mà thiếu răng bây giờ á nó đang ngày càng phổ biến trong dân số hiện đại của mình, và người ta cho rằng đó là một cái xu hướng tiến hóa.
thì càng ngày cái số lượng răng nó sẽ càng giảm đi, và cái răng mà thường thiếu là cái răng thứ hai trong cái nhóm răng, tức là ví dụ như là nhóm răng cửa gồm có răng cửa giữa và răng cửa bên, thì nếu mà thiếu thì sẽ thiếu răng cửa bên, hay là răng cổ nhỏ gồm có răng cổ nhỏ một và răng cổ nhỏ hai, nếu mà bị thiếu thì các bạn sẽ thiếu cái răng cổ nhỏ thứ hai. Và thông thường thì những người thiếu răng thì cũng ít khi nào mà có răng khôn. Nếu như mà nó không ảnh hưởng tới thẩm mỹ và chức năng quá nhiều thì không cần can thiệp gì hết à. Nhưng mà mình cũng không có loại trừ cái khả năng là cái răng nó ngầm ở bên dưới xương nó không mọc lên được. Thì để mà mình biết được chuyện đó thì cần phải chụp phim để coi thử có cái răng ngầm bên dưới xương hay không. Dạ em cảm ơn anh. Dạ cô ơi, cho em hỏi là trong trường hợp mà mình đã mọc đủ các răng rồi nhưng mà vẫn còn mầm răng bên dưới thì cái mầm răng đó mình có cần xử lý gì không cô? Mình sẽ tùy vào cái tình huống lâm sàng. Nếu như mà cái răng ngầm đó, nó nằm yên ở trong trong xương, nó không ảnh hưởng gì tới những cái răng khác thì thông thường là mình để yên. Trừ trường hợp mà nó đẩy những cái răng khác làm di lệch răng hoặc là nó ảnh hưởng tới chân răng của những cái răng khác thì mình có thể đôi khi thì có chỉ định tiểu phẫu hoặc là phẫu thuật để lấy răng ngầm. Nó tùy vào cái vấn đề. Nếu mà nó không có gây ra vấn đề gì hết thì mình sẽ để yên. Dạ em cảm ơn cô. Dạ cô ơi, cô cho em hỏi là cái rối loạn vận động khớp thái dương đó cô, là hồi đợt em đi đi khám thì cũng có triệu chứng mổ hàm ấy, em đi thì được chẩn đoán là rối loạn khớp thái dương hàm, nhưng mà sau khi uống thuốc dùng thuốc thì mình cảm thấy là nó cũng đỡ một thời gian, nhưng mà sau đó thì nó cũng bắt đầu mỏi lại làm cho mình làm biến nó cô. Nhưng mà em hỏi bác sĩ thì Đúng bác nói với em là nếu mà đi thì là phải đi thành phố Hồ Chí Minh thì mới phẫu thuật được, thì mình để lâu nó có vấn đề gì không cô, hay là em phải đi cô? rồi. À, cái rối loạn thái dương hàm nó có rất là nhiều mức độ, không phải tất cả các mức độ đều điều trị phẫu thuật. Nó sẽ căn cứ vào nguyên nhân và nó vẫn là một cái mảng rất là phức tạp trong răng hàm mặt. Có nghĩa là các bạn cần, tức là bác sĩ cần phải chẩn đoán ra được là cái rối loạn nó bắt đầu từ đâu. Ví dụ như rối loạn ở cơ, hay là rối loạn ở khớp, hay là rối loạn ở khớp cắn, rồi hay là rối loạn ở trên cái đĩa khớp, thì từ những cái chẩn đoán xác định đó mới đưa ra một cái kế hoạch điều trị tùy thuộc vào từng trường hợp. Và cái điều trị rối loạn thái dương hàm là một điều trị rất là lâu dài, nó kéo dài khá là lâu và tùy trường hợp cụ thể mà cái mức độ thành công của nó cũng khác nhau. Và cái quan trọng là các bạn cần kiểm soát cái căng thẳng của mình á, tức là khi mà các bạn càng căng thẳng, các bạn càng bị stress trong cuộc sống hay là việc học hành hay là, thì cái nó sẽ khởi phát những cái cơn đau và cơn mỏi do cái rối loạn thái dương hàm đó. Dạ cô, với lại cho em hỏi là mình có nên tập vận động khớp, kiểu như mình tập miệng rồi mình tập nhai á cô, thì nó có đỡ hơn không ạ? Có nên tập và nó có một cái bài tập luôn. Thì nếu mà bạn bạn cần thì bạn nhắn bạn bạn gửi email qua địa chỉ email của cô, thì cô sẽ gửi cái bài tập vận động hàm đó cho bạn, hy vọng là có thể giúp được bạn một phần nào đó ha. Có cái bài tập vận động hàm dành cho những cái rối loạn thái dương hàm luôn, và tốt nhất là mình nên thăm khám một cách cụ thể để coi thử cái nguyên nhân nó nằm ở đâu, thì mình giải quyết nguyên nhân thì mới hết được cái vấn đề. Dạ, cô cho em xin mail cô với ạ. Cô gửi lên khung chat ha. Bạn nào thắc mắc Cô nữa không? cô À, cô mời bạn. ý ý là dạ em có một đứa em với cô mới 3 tuổi thôi cô, nhưng mà kiểu như mặt răng của cô mà nó không có mọc hai cái răng dưới trước mà nó mọc hai cái răng trên trước, xong cái nó lại mọc hết mấy cái hàm kia nhưng mà vẫn hai răng dưới nó không có mọc, thì có gọi là bị bệnh không cô hả?
Hai răng dưới nó không có luôn hả em? Dạ ý là cũng Tức là đau là chỗ đó hồi, nó trống ra luôn hay sao? dạ đúng rồi đó cô, nó trống ra luôn đó cô, nó trống chỉ hai cái răng dưới đó thôi. À, nếu mà mình cảm thấy mình lo lắng nhiều thì mình có thể đưa em bé đi chụp phim coi thử nó có cái răng ở bên dưới hay không, coi thử vấn đề gì khiến cho nó không mọc, hoặc là nó thiếu hẳn hai cái răng đó thì mình thông thường thì mình cũng không có xử trí gì đâu, nhưng mà mình nếu mà mình thấy lo lắng thì mình có thể chụp phim coi thử nó có gì bên dưới hay không, tại sao nó không mọc được. Dạ em cảm ơn cô ạ. À. À, nếu các bạn không có thắc mắc gì nữa thì mình dừng tại đây ha. À, thứ năm tuần đi các bạn lớp không học ha.